ơi, bà còn nhớ đôi bút của tôi không? Con, hồi sáng tôi lên làm là tôi móc chân lên luôn mà. Xong tôi tự đu lên chết như một con khỉ. Ghê quá, ghê ốm, ghê ốm. Hà ơi, bà còn nhớ đôi bút của tôi không? Còn chứ, đúng ngày 22 chuyển tiền mẹ. Nói chuyện lúc này nha.